Hoàng Anh trân trọng kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh youtube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính chúc quý vị một tuần mới, nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Sau đây là những tin tức Canada đáng chú ý trong tối thứ hai ngày 10 tháng 6. Kính mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, có cảnh báo sương giá khả năng có dông bão trong dự báo thời tiết Canada tuần này. Tuần thứ hai của tháng 6 đã bắt đầu với thời tiết mát mẻ và ẩm ướt trái mùa ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Canada, theo báo cáo của cơ quan khí tượng. Cảnh báo sương giá đã được đưa ra cho một số khu vực ở phía bắc của Ontario. Nhiệt độ đặc biệt mát mẻ được dự báo cho tỉnh bang này vào thứ hai hôm nay. Không khí lạnh từ bắc cực, từ phía bắc Canada đã mang theo gió Tây vào Ontario, dẫn đến một khởi đầu lạnh giá cho tuần này. Cơ quan môi trường Canada đã cảnh báo rằng Nhiệt độ ở phía bắc của Ontario bao gồm các khu vực như là Timmins, Kirkland Lake và Chapleau dự kiến sẽ giảm xuống mức hoặc là gần mức đóng băng vào sáng sớm thứ ba, gây ra nguy cơ sương giá làm hỏng cây trồng. Ở các khu vực như là North Bay và vùng ngũ đại hồ, bầu trời nhiều mây với khả năng là có mưa rào dự kiến vào đầu tuần. Thành phố Montreal cũng đã phải đối mặt với nguy cơ mưa rào vào chiều thứ hai. Trong khi đó thì vùng Maritimes sẽ trải qua xu hướng ấm lên trong vài ngày tới. Fredericton của New Brunswick có thể có nhiệt độ lên tới 26 độ C vào thứ tư. Tuy nhiên, Newfoundland có thể gặp mưa lớn hơn từ đêm thứ tư đến thứ năm. Về phía miền Tây, miền Trung và miền Nam của Alberta và Saskatchewan phải đối mặt với nguy cơ nhỏ về dông bão với điều kiện thời tiết bao gồm có gió, mưa và mưa đá. Phía đông của thành phố Calgary, các khu vực gần Hanna, Coronation và Drumheller có thể thấy những đám mây hình phễu vào cuối ngày thứ hai. Bộ trưởng Tài chính Christia Freeland của Chính phủ Đảng Tự do đã đề trình những thay đổi về cách đánh thuế thu nhập lãi vốn tại Quốc hội, cho biết động thái này sẽ mang lại sự công bằng về thuế hơn. Hiện nay, một thợ mộc hoặc là một y tá có thể phải nộp thuế ở mức thuế xuất biên cao hơn cả một triệu phú. Điều đó là không công bằng. Bà Freeland cho biết, và sự thay đổi mới này sẽ giúp tài trợ cho các nỗ lực nhằm để thúc đẩy việc xây dựng thêm 4 triệu ngôi nhà và hỗ trợ đầu tư vào tăng trưởng và năng suất. Tỷ lệ tính thuế thu nhập lãi vốn từ mức 50% sẽ tăng lên 67% đối với thu nhập hàng năm mà trên 250.000 đô la đối với cá nhân và toàn bộ đối với thu nhập của các tập đoàn và hầu hết các quỹ tính thác. Thay đổi mới này dự kiến sẽ tạo ra thêm 19,4 tỷ đô la trong 5 năm tới nơi cư trú chính của mình tức là ngôi nhà chính của mình sẽ vẫn được miễn thuế lại vốn. Đảng Tự do lập luận rằng biện pháp này chỉ ảnh hưởng đến một nhóm nhỏ người Canada khoảng 40.000 người mỗi một năm. Nhóm Canadians for Tax Fairness ca ngợi sự thay đổi này là một bước cần thiết hướng tới công bằng. Trong khi Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada CFIB thì bày tỏ lo ngại rằng hơn một nửa số chủ doanh nghiệp nhỏ lo ngại về những tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng và đầu tư tư nhân của họ. Trong đề xuất mới thì cũng có bao gồm việc tăng mức miễn trừ thu nhập lãi vốn trọn đời lên 1,25 triệu đô la, tăng từ mức chỉ hơn 1 triệu đô la trước đây. Các doanh nhân cũng có thể yêu cầu một tỷ lệ bao gồm, tức là tỷ lệ phải khai thuế lãi vốn giảm xuống 33% đối với các khoản lãi vốn mà lên tới 2 triệu đô la trong suốt cuộc đời của họ những người chỉ trích bao gồm hiệp hội y khoa canada cảnh báo về những hậu quả rộng hơn lập luận rằng sự thay đổi mới về thuế có thể gây áp lực tài chính không đáng có cho các chuyên gia và làm suy yếu các lĩnh vực như là chăm sóc sức khỏe hội đồng đổi mới canada cũng lên tiếng lo ngại cho rằng những thay đổi mới này có thể ngăn cản đầu tư và các doanh nghiệp canada bất chấp phản ứng dữ dội bộ trưởng freeland vẫn bảo vệ biện pháp này như một cách có trách nhiệm về mặt tài chính để tài trợ cho các khoản đầu tư ngân sách quan trọng. Bà Freeland lưu ý rằng việc các giảm lãi suất gần đây của Ngân hàng Canada phản ánh những thách thức kinh tế mà chính phủ muốn giải quyết thông qua các cải cách này. Đảng bảo thủ vẫn chưa công bố lập trường của mình về đề xuất này, nhưng nhà lãnh đạo ông Per Poliev đã phản đối mạnh mẽ cả việc thay đổi thuế thu nhập lãi vốn và ngân sách năm 2024 đã được đề xuất kết quả của động thái này vẫn chưa chắc chắn khi quốc hội đang cân nhắc về tương lai của thuế thu nhập lãi vốn ở canada ngày càng có nhiều người canada làm việc bán thời gian nhưng không phải do lựa chọn số liệu việc làm mới nhất cho thấy ngày càng có nhiều người canada đang phải vật lộn để tìm việc làm toàn thời gian tỷ lệ việc làm bán thời gian không tự nguyện tức là tỷ lệ lao động bán thời gian mà không thể tìm được việc làm toàn thời gian hoặc làm việc bán thời gian vì điều kiện kinh doanh kém đạt mức 18,2% vào tháng 5, tăng gần 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng trước thì nền kinh tế đã mất 36.000 việc làm toàn thời gian nhưng lại có thêm 62.000 việc làm bán thời gian. Tỷ lệ việc làm của sinh viên từ 20 đến 24 tuổi đã giảm 2,9% so với năm ngoái. Số lượng việc làm toàn thời gian không theo kịp tốc độ gia tăng dân số của Canada, tăng 3,4% trong năm qua, trong khi việc làm thì chỉ tăng 2% buộc nhiều người có thể làm việc toàn thời gian phải chuyển sang làm việc bán thời gian và việc làm tạm thời với mức lương thấp hơn lãi suất cao là yếu tố chính khiến việc tuyển dụng bị hạn chế và ngân hàng canada đã bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tuần trước liệu điều đó có giúp thúc đẩy tăng trưởng việc làm mạnh mẽ hơn hay không vẫn còn phải chờ xem ngân hàng canada đang đối mặt với sự bất ổn sau khi cắt giảm lãi suất Thống đốc Ngân hàng Canada, ông Tim McLeish đã kêu gọi thận trọng vào tuần trước khi được hỏi về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai sau quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, tức là 0,25%, xuống còn 4,75% của Ngân hàng Canada vào ngày 5 tháng 6. Việc cắt giảm này đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên trong chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong ký ức gần đây. Ông McLeish nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng tuyên bố rằng các quyết định sẽ được đưa ra trong một cuộc họp tại một thời điểm. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm mới được công bố sau thông báo hôm thứ Tư đã khiến một số nhà kinh tế tin rằng một đợt cắt giảm khác có thể sắp xảy ra vào tháng 7 này. Khảo sát lực lượng lao động trong tháng 5 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6,2%, với tỷ lệ việc làm thì giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021. Nền kinh tế chứng kiến sự gia tăng việc làm, nhưng tất cả đều là bán thời gian với các vị trí toàn thời gian giảm mạnh nhất trong gần 2 năm. Ngược lại thì Hoa Kỳ chứng kiến mức tăng trưởng việc làm vượt quá kỳ vọng vào tháng 5, khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có khả năng là sẽ duy trì lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Bất chấp mức tăng trưởng tiền lương 5,2% tại Canada, các nhà kinh tế của Desjardins tin rằng điều này sẽ không ngăn cản Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 7 này. Các nhà kinh tế của Desjardins lưu ý rằng Mặc dù áp lực tiền lương vẫn là rủi ro cần theo dõi, thị trường lao động vẫn đang dịu đi và lạm phát thì đang giảm bớt, ngân hàng nên cảm thấy thoải mái hơn với những xu hướng này. Hôm năm tháng 6 thì ngân hàng Canada đã ám chỉ rằng có thể sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất nếu đáp ứng được các điều kiện cụ thể. Tỷ lệ việc làm bán thời gian không tự nguyện ngày càng gia tăng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, báo hiệu thị trường lao động đang hạ nhiệt hỗ trợ khả năng cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản, tức là 0,25% vào ngày 24 tháng 7. Với lãi suất được dự báo sẽ đạt mức 3,75% vào cuối năm. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế vẫn còn hoài nghi. Các nhà kinh tế của Capital Economics đã cảnh báo rằng mức tăng trưởng tiền lương bất ngờ có thể làm phức tạp thêm việc cắt giảm lãi suất vào tháng 7 này. Các nhà kinh tế cấp cao tại ngân hàng TD Bank thì cho biết rằng thị trường nhà ở là lý do để thận trọng. Việc giảm lãi suất trong quá khứ đã thúc đẩy doanh số bán bất động sản và ngân hàng Canada có thể sẽ hành động thận trọng để tránh kịch bản này. Các nhà kinh tế tại ngân hàng TD Bank thì dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tạm dừng vào tháng 7 này trước khi cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 9 và tháng 12, nghĩa là có thể mong đợi sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Ottawa sẽ cấp cho tỉnh bang Quebec 750 triệu đô la để giúp chi trả cho đợt gia tăng người nhập cư tạm thời vào tỉnh bang này, đồng thời cam kết xử lý các yêu cầu xin tị nạn nhanh hơn và phân bổ tốt hơn những người tị nạn tiềm năng trên khắp cả nước. Các quan chức liên bang đã công bố thông tin chi tiết vào thứ Hai khi Thủ tướng Justin Trudeau và Thủ hiến François Legault đã gặp nhau tại thành phố Quebec để đáp lại yêu cầu của Thủ hiến nói rằng Ottawa phải giảm số lượng người nhập cư tạm thời trong tỉnh bang này và chi trả các chi phí liên quan đến nhà ở và chăm sóc họ cùng với con cái của họ. Thủ hiến Loco đã yêu cầu Ottawa cấp 1 tỷ đô la để trang trải các chi phí phát sinh từ năm 2021 đến năm 2023. Và mặc dù thủ hiến Loco đã nhận được chỉ 3 phần tư số tiền ông yêu cầu, ông vẫn chưa nhận được con số cụ thể từ Thủ tướng Trudeau về số lượng người xin tị nạn và những người nhập cư tạm thời khác sẽ bị cắt giảm. Thủ hiến Loco cho biết điều cấp bách là phải giảm nhanh chóng và đáng kể số lượng người nhập cư tạm thời ở Quebec. Thủ hiến Loco cho biết 560.000 người nhập cư tạm thời ở tỉnh bang Quebec là con số mà chính phủ cho biết đã tăng gần gấp đôi trong 2 năm, đang gây áp lực không thể chịu đựng được lên các dịch vụ xã hội và đe dọa tương lai của tiếng Pháp Ông muốn số lượng người xin tị nạn ở tỉnh bang này giảm một nửa. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo riêng, Thủ tướng Trudeau cho biết, trước khi cam kết đưa ra con số cụ thể, ông cần một kế hoạch từ Thủ hiến Cô. Ông Trudeau cảnh báo không nên đổ lỗi cho nhập cư về tình trạng thiếu nhà ở và căng thẳng cho các dịch vụ xã hội. Ngoài khoản thanh toán 750 triệu đô la, Ottawa cũng cam kết xử lý các yêu cầu của người xin tị nạn nhanh hơn và hợp tác với các tỉnh bang khác để phân bổ lại những người tị nạn tiềm năng trên khắp cả nước. Theo Sở Di trú Quebec, kể từ năm 2017, tỉnh bang này đã chào đón hơn 230.000 người xin tị nạn, chiếm 50,7% tổng số người tị nạn tiềm năng đã đến Canada, trong khi Quebec chỉ chiếm 22% dân số Canada. Theo các tài liệu do các quan chức liên bang phân phối, Mục tiêu của Ottawa là xử lý ít nhất 20% các yêu cầu tị nạn trong vòng 9 tháng. Thời gian trung bình hiện tại để xử lý các trường hợp là khoảng 18 tháng. Ottawa cũng cam kết cải thiện tính toàn vẹn của hệ thống thị thực của đất nước và bảo đảm nhiều lao động nước ngoài tạm thời biết nói tiếng Pháp hơn. Chính phủ cho biết họ đang đặt mục tiêu vào tháng 10 sẽ cấp giấy phép lao động cho những người xin tị nạn trong 30 ngày sau khi họ đến, trong khi hiện tại phải mất hơn 100 ngày. Hàng chục công nhân ở Granby của Quebec nhập viện sau khi phơi nhiễm tại nhà máy tái chế. Hàng chục công nhân tại cơ sở tái chế Sunny Eco ở Granby của Quebec đã phải nhập viện sau khi tiếp xúc với một chất không xác định, gây đau đầu, khó thở và ngứa sang ở cổ họng. Trong số 40 nhân viên, 12 người bị ảnh hưởng. Sở cứu hỏa xác nhận đây không phải là rò rỉ khí gas, cho thấy vấn đề có thể liên quan đến sản phẩm từ thùng tái chế. Không có chất gây ô nhiễm nguy hiểm nào được xác định Tình trạng của những công nhân bị ảnh hưởng đang được cải thiện và dự kiến họ sẽ được xuất viện vào cuối ngày thứ hai hôm nay. Lính cứu hỏa và ủy ban an toàn và sức khỏe nơi làm việc của Quebec đang điều tra vụ việc. Tòa nhà đã được di tản và một vành đai đã được thiết lập. Tại thành phố Mississauga của Ontario, bà Caroline Parrish đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt chức vụ thị trưởng của thành phố. Vào thứ Hai hôm nay, người dân của thành phố Mississauga đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đặc biệt để bầu lại ghế thị trưởng đang bỏ trống sau khi bà Bonnie Crombie đã từ chức vào tháng 1. Có 20 ứng cử viên đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử và hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy ít nhất là có 4 người trong số họ trong một cuộc đua sát sao. Vào 9 giờ 15 tối nay, thì Thủ hiến Doug For đã lên mạng xã hội để chúc mừng bà Caroline Parrish đã thắng cuộc bầu cử của bà Ông Ford cho biết ông rất mong đợi được hợp tác với bà Paris để xây dựng một thành phố Mississauga mạnh mẽ hơn và một tỉnh bang Ontario mạnh mẽ hơn. Tỉnh bang Alberta ghi nhận số ca thai chết lưu cao nhất kể từ ít nhất năm 2005. Tiến sĩ Stephanie Cooper, một bác sĩ sản khoa tại thành phố Calgary, chuyên về thai kỳ có nguy cơ cao, đã chứng kiến thực tế đau lòng về tình trạng thai chết lưu Dữ liệu gần đây từ chính quyền Alberta cho thấy tình trạng thai chết lưu (stillbirths) gia tăng đáng lo ngại, đặc biệt là ở những phụ nữ trẻ tuổi. Năm 2023, Alberta ghi nhận 454 ca thai chết lưu, là con số cao nhất kể từ năm 2005. Mặc dù đã giảm xuống còn 257 ca vào năm 2011, nhưng con số này vẫn tăng đều đặn kể từ năm 2019. Sự gia tăng này đã gây ra mối lo ngại và kêu gọi điều tra về những nguyên nhân tiềm ẩn. Mỗi lần thai chết lưu đều là một thảm kịch. Bác sĩ Cooper nói và nhấn mạnh sự phức tạp của việc xác định chính xác nguyên nhân, trích dẫn các yếu tố như là bệnh bẩm sinh, khoảng cách chăm sóc trước khi sinh và rào cản kinh tế xã hội. Dữ liệu cho thấy xu hướng đặc biệt đáng báo động ở các nhóm tuổi khác nhau. Tỷ lệ thai chết lưu ở phụ nữ từ 15 đến 19 tuổi đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2017, đạt mức 26,32 trên mỗi 1.000 ca sinh vào năm 2023 Phụ nữ từ 40 đến 49 tuổi cũng cho thấy tỷ lệ thai chết lưu cao hơn một cách nhất quán. Tiến sĩ Joanne Robinson là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Stollery ở Edmonton, cho biết rằng các trường hợp mắc bệnh gian mai bẩm sinh đang gia tăng là một yếu tố góp phần đáng kể vào tình trạng thai chết lưu. Bệnh gian mai có thể phòng ngừa và điều trị bằng cách sàng lọc sớm, đã tái phát ở Alberta kể từ năm 2019 sự bùng phát của bệnh giang mai là một vấn đề hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Tiến sĩ Robinson tuyên bố, nhấn mạnh vai trò của các yếu tố kinh tế xã hội trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Giám đốc y tế của tỉnh bang Alberta đã tuyên bố về một đợt bùng phát bệnh giang mai vào tháng 7 năm 2019, với các trường hợp thai chết lưu do giang mai vẫn duy trì trên 10 ca mỗi năm kể từ đó. Cơ quan y tế Alberta Health đang điều tra nguyên nhân của sự gia tăng này tập trung vào các yếu tố rủi ro, chất lượng dữ liệu và những thay đổi trong tiêu chí đăng ký thai chết lưu. Tỉnh bang này đã phân bổ 1 triệu đô la cho dự án ứng phó với dịch gian mai trước khi sinh và 6 triệu đô la để mở rộng chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh Alberta, có trung tâm hỗ trợ mất mát khi mang thai và trẻ sơ sinh tại Calgary, cung cấp hỗ trợ cho các gia đình bị mất mát khi mang thai khi Alberta hướng tới các giải pháp lâu dài, tỷ lệ thai chết lưu gia tăng vẫn là vấn đề cấp bách đối với các chuyên gia y tế và gia đình. Một phụ nữ ở Newfoundland đã sống trong sợ hãi và bị giết tại một nơi trú ẩn vì lợi nhuận. Reina một bà mẹ 42 tuổi có hai người con, đã tỉ mỉ ghi lại nỗi sợ hãi của mình khi sống trong một nơi trú ẩn, tơ ở trung tâm thành phố. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô đã trở thành hiện thực khi cô bị một người dân cùng cư trú ở shelter là David Kirk đâm chết. Mẹ của Dove là Joanne Dunphy đã tiết lộ tại tòa rằng Dove đã nhiều lần bày tỏ mối lo ngại của mình về sự an toàn của nơi trú ẩn với nhân viên xã hội của cô và đã tìm kiếm một nơi an toàn hơn để sinh sống. Bất chấp những nỗ lực của cô, tiếng kêu cứu của cô dường như không được lắng nghe. Vào năm 2023, thì tỉnh bang Newfoundland and Labrador đã trả hơn 2,7 triệu đô la cho các chủ nhà tư nhân để điều hành các nơi trú ẩn, tăng 55% so với năm trước đó. Tuy nhiên, những nơi trú ẩn này đã bị ảnh hưởng bởi các báo cáo về bạo lực, trộm cắp và bỏ bê. Người dân mô tả chúng là địa ngục trần gian, kể chi tiết về những trải nghiệm bị tấn công, bắt nạt và bị bỏ đói. Nhật ký của cô Dove ghi nhận tình trạng thiếu khóa cửa dẫn đến tầng lầu của cô và nỗi sợ hãi liên tục mà cô cảm thấy. Những lời phàn nàn từ những cư dân trú ẩn khác cũng phản ánh mối lo ngại của cô với các báo cáo về điều kiện sống tồi tàn và các dịch vụ hỗ trợ không đầy đủ. Ông Mark Wilson là một người ủng hộ nhà ở đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc sử dụng sai mục đích tiền thuế. đã câu hỏi về trách nhiệm giải trình của chủ sở hữu nơi trú ẩn. Bộ trưởng nhà ở ông Fred Hutton đã hứa sẽ áp dụng các tiêu chuẩn mới cho những nơi trú ẩn này. tuyên bố rằng các cơ sở không tuân thủ sẽ không còn được sử dụng nữa. Tỉnh bang này đặt mục tiêu chuyển từ các nơi trú ẩn vì lợi nhuận sang các giải pháp nhà ở hỗ trợ hơn. Hợp đồng thuê trị giá 20,7 triệu đô la cho một khách sạn để sử dụng làm nhà ở tạm thời đã được ký kết mặc dù tiến độ vẫn chậm. Câu chuyện bi thảm của Reynaldov nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cải cách hệ thống trú ẩn shelter của tỉnh bang Newfoundland. Bị cáo Kirk, người đã nhận tội ngộ sát sẽ bị kết án vào ngày 25 tháng 6. CN Amtrak hủy dịch vụ tàu chở khách mùa hè giữa Montreal và New York. Những du khách đến từ Quebec mong đợi đến thăm thành phố New York bằng tàu hỏa vào mùa hè này sẽ phải chờ đến mùa thu. Các chuyến tàu chở khách giữa Montreal và New York sẽ bị tạm ngưng cho đến tháng 9 do công tác bảo trì đường ray. Theo lịch trình của tuyến đường sắt Mỹ, dịch vụ từ Manhattan sẽ chỉ dừng lại tại thị trấn Saratoga Springs, New York từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 9 tháng 9. Thời gian tạm ngưng này kéo dài hơn dự kiến qua mùa cao điểm du lịch và kết thúc muộn hơn 10 tuần so với kế hoạch ban đầu, theo tuyên bố chung từ các công ty đường sắt ngày 18 tháng 5. Amtrak thông báo dịch vụ sẽ bị đình chỉ đến ngày 8 tháng 9 vì CN tiếp tục tiến hành công tác bảo trì trên tuyến đường tại Canada. Apple sẽ đưa ChatGPT lên iPhone với sự hợp tác của OpenAI. Gã khổng lồ công nghệ này cố gắng trấn an các nhà đầu tư khi bắt kịp trí tuệ nhân tạo. Apple đã công bố chiến lược AI của mình tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu, tích hợp các tính năng AI vào các ứng dụng của mình và hợp tác với OpenAI để đưa ChatGPT vào các thiết bị của mình. Động thái này là nhằm để chứng an các nhà đầu tư rằng Apple vẫn cạnh tranh trong lĩnh vực AI, mặc dù Microsoft đã sớm dẫn đầu trước. Các tính năng AI mới có sẵn với các bản cập nhật phần mềm mới nhất sẽ cho phép người dùng tóm tắt văn bản và tạo nội dung cá nhân hóa. Siri cũng sẽ được cải tiến để sử dụng chat GPT. Apple dự định nhắm vào người tiêu dùng thay vì doanh nghiệp, nhấn mạnh vào khả năng tùy chỉnh và bảo mật. Ngoài ra thì Apple đã ra mắt phần mềm mới cho tai nghe Vision Pro và thông báo thiết bị này sẽ có mặt ở nhiều quốc gia hơn. Những cập nhật này cho thấy cam kết liên tục của Apple trong việc nâng cao công nghệ của mình thông qua AI và học máy Machine Learning. Hai tỷ phú người Canada bị bắt vì cáo buộc phạm tội tình dục kéo dài nhiều thập kỷ. Hai tỷ phú người Canada nổi tiếng là Frank Stronach, 91 tuổi, và Robert G. Miller, 80 tuổi, đã bị bắt vì cáo buộc phạm tội tình dục kéo dài hàng thập kỷ. Ông Frank Stronach, người sáng lập Magna International Inc., một nhà sản xuất phụ tùng xa hơi, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 6 tại Aurora, Ontario, ông Stronach phải đối mặt với năm cáo buộc hình sự bao gồm hiếp dâm, tấn công khiếm nhã một phụ nữ, hai tội tấn công tình dục và giam giữ cưỡng bức. Theo cảnh sát khu vực vùng Thiêu, những vụ tấn công này xảy ra từ những năm 1980 cho đến tận năm 2023. Ông Stronach, người mà Forbes ước tính có giá trị tài sản là 1,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018, đã được thả có điều kiện và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Công lý Ontario ở Brampton vào một ngày sau đó. Luật sư của ông nói với Reuters rằng ông Stranek hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc. Tuyên bố là ông ấy mong muốn có cơ hội để trả lời đầy đủ các cáo buộc và duy trì di sản của mình như một nhà từ thiện và một biểu tượng của cộng đồng doanh nghiệp Canada. Một tuần trước đó thì ông Robert G. Miller, đồng sáng lập Future Electronics đã bị các điều tra viên từ đội khai thác tình dục của sở cảnh sát thành phố Montreal bắt giữ vào ngày 30 tháng 5. Ông Miller bị bắt tại Westmount phải đối mặt với 21 cáo buộc, bao gồm tấn công tình dục, nhận dịch vụ tình dục để trả tiền, môi giới mại dâm, khai thác tình dục, dụ dỗ mại dâm, tiếp xúc tình dục và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, trả tiền. Những cáo buộc này liên quan đến 10 nạn nhân, một số trong số họ là trẻ vị thành niên và thời điểm xảy ra các hành vi bị cáo buộc, xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 2016. Thanh tra David Shen của cảnh sát Mojo kêu gọi các nạn nhân hãy lên tiếng tuyên bố rằng thông điệp mà chúng tôi gửi đến các nạn nhân ngày hôm nay là đừng ngần ngại nộp đơn khiếu nại và trên hết là không bao giờ là quá muộn để làm như vậy. Tôi muốn khen ngợi công việc của các điều tra viên cũng như lòng dũng cảm của các nạn nhân đã báo cáo. Vào tháng 2 năm 2023, công ty luật Consumer Law Group đã đệ đơn kiện tập thể chống lại ông Miller các tài liệu của tòa án từ ngày 27 tháng 3 năm 2024 tiết lộ rằng một nạn nhân bị cáo buộc có tên là BN tuyên bố rằng cô lúc đó chỉ mới 11 tuổi khi bắt đầu quan hệ tình dục liên tục với ông Mueller kéo dài cho đến khi cô 20 tuổi. Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 200 triệu đô la. Ông Mueller được cho là có giá trị tài sản 2,6 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 3 tháng 7. Tuy nhiên, luật sư của ông Mueller đã đệ đơn kiện lập luận rằng ông Mueller, người mắc bệnh Parkinson, thoái hóa giai đoạn cuối và các tình trạng bệnh lý khác sẽ không thể ra hầu tòa nếu không có nhân viên y tế và thiết bị. Đáp lại các cáo buộc, Future Electronics đã thông báo vào ngày 3 tháng 2 năm 2023 rằng ông Mueller sẽ từ chức vĩnh viễn khỏi các vai trò là chủ tịch, tổng giám đốc và giám đốc điều hành để tập trung vào các vấn đề sức khỏe của mình và bảo vệ danh tiếng của mình. Công ty này tuyên bố rằng ông Mueller kịch liệt phủ nhận các cáo buộc ác ý chống lại ông và xác nhận rằng chúng là sai sự thật và hoàn toàn không có căn cứ phát sinh từ một cuộc ly hôn cay đắng. Sau đây là các thành phố hàng đầu của Canada dành cho người mới đến, cơ hội việc làm và chất lượng cuộc sống. Ở Toronto, cơ hội việc làm là công nghệ, tài chính, chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật. Chi phí sinh hoạt là cao, gia đình 4 người chi khoảng 5.545 đô la một tháng. Bảo hiểm xa hơi là khoảng 1.780 đô la một năm. Nhà ở, giá của detached home là 1.443.612 đô la. Tiền thuê nhà, một phòng ngủ, trung bình là 1.691 đô la. Còn ở Ottawa, cơ hội việc làm là công nghệ, hàng không vũ trụ, quốc phòng, du lịch. Chi phí sinh hoạt ở đây, gia đình 4 người chi khoảng 5.657 đô la một tháng, còn bảo hiểm xa hơi là khoảng 1.780 đô la một năm. Giá nhà detached ở đây trung bình là 708.500 đô la, tiền thuê nhà một phòng ngủ là 1.409 đô la. Ở Vancouver, cơ hội việc làm trong ngành công nghệ, sáng tạo, phim ảnh và truyền hình. Chi phí sinh hoạt ở đây là tăng cao, gia đình 4 người chi khoảng 5.885 đô la một tháng, bảo hiểm xa hơi là khoảng 1.411 đô la một năm. Giá nhà detached ở đây trung bình có giá 1.972.400 đô la, còn tiền thuê nhà một phòng ngủ là 1.697 đô la một tháng. Tiếp theo là Edmonton, cơ hội việc làm trong ngành dầu khí và công nghệ. Gia đình 4 người chi khoảng 5.657 đô la một tháng, còn bảo hiểm xa hơi ở đây khoảng 1.780 đô la một năm. Giá nhà detached home, biệt lập, có giá trung bình là 708.500 đô la, còn tiền thuê nhà một phòng ngủ là 1.409 đô la một tháng. Tiếp theo là thành phố Calgary, cơ hội việc làm trong ngành dầu khí, điều dưỡng và nghề thủ công. Gia đình bốn người chi khoảng 5.560 đô la một tháng. Bảo hiểm xa hơi là 1.651 đô la một năm. Giá nhà đi detached home ở đây trung bình khoảng 721.300 đô la. Tiền thuê nhà một phòng ngủ là 1.463 đô la. Tiếp theo là Halifax của Nova Scotia. Cơ hội việc làm trong ngành công nghệ, chăm sóc sức khỏe và nghề thủ công gia đình 4 người chi khoảng 5.268 đô la một tháng. Bảo hiểm xa hơi thì khoảng 1.229 đô la một năm. Giá nhà detached biệt lập ở đây trung bình khoảng 392.100 đô la. Tiền thuê nhà một phòng ngủ là 1.323 đô la. Những thành phố này cung cấp nhiều cơ hội việc làm và môi trường sống đa dạng, khiến những nơi này trở nên hấp dẫn đối với những người mới đến Canada. Nhật Bản giới thiệu Digital Nomad Visa cho người Canada những người Canada đủ điều kiện yêu thích văn hóa Nhật Bản hoặc là muốn tạm rời xa Canada hiện có thể nộp đơn xin Digital Nomad Visa mới ra mắt của Nhật Bản. Thị thực của Nhật Bản này cho phép người nước ngoài sống và làm việc từ xa trong tối đa 6 tháng với tùy chọn đưa vợ hay chồng và con cái của họ đi cùng. Sau khi hết thời hạn này, người nộp đơn phải đợi 6 tháng để nộp đơn lại. Điều kiện và yêu cầu Công dân của 49 quốc gia và vùng lãnh thổ đủ điều kiện có thể nộp đơn Người nộp đơn phải có thu nhập hàng năm là 10 triệu in tương đương khoảng 80.000 đô la Canada. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị và cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada đang có mức giá là năm đô la Mỹ và bằng 0,6757 đồng Euro. Một đô la Canada tương đương 18.495 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 24.439 đồng Việt Nam. Giá vàng có mức giá là 2.309,89 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.178 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi những tin tức đáng chú ý trên thế giới. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an hoàng anh kính chào tạm biệt